22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con. Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là Vân nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh chàng chút... mà không biết quý vị có nhớ là anh chàng đó rất là thích chó, còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Rồi. Dạ. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. Và 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Wow, và hiện tại là con đang có một tiệm nón mi. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú còn phó giám đốc còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Mà giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trên trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn led, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất trời. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á là con thẳng tính, với lại á là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công trời việc ơi, mà công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á. Thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích. Thành ra là con muốn tự lập, nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghỉ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu trời đem về trời cho trời mẹ con dữ. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời con điểm giỏi đó quá mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi.
Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý, nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á. Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối ba hay là cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn. Ôi, em dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gờn, nó rập rờn quá, nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở, hênh thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã ghẻ thì người ta ghẻ đó đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê thiệt. Gái. Dạ con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung rồi. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á. Với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi là đi, con hỏi luôn đi, có con, được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu 3 phần. Thiếu 3 phần được không? Mét 67 dài lên nè, được. Mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? Với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu sáu múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Thì ăn nhiều thở ra. Ăn chứ nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi Trang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười, lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng. Sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu, con xác. Nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay? Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba? Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con với lại là các chị đồng nghiệp của con. Mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi.
Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực ra để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi, dạ. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân và anh họ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống, để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây thì hai em cũng có cái duyên, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh, là kẹo dừa. Dạ. Và thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh rồi. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng. Với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu. Nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp. Và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi. Anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của... Anh nói vậy cũng không được nữa. Tại vì á, em cần một người hỗ trợ cho em. Tại vì á, sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý. Anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em. Anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài thích kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á, là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á, em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Đây, vui mà hay, sao đâu ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình
cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau, để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi, chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm nữa các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó. Đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn bé gái. Và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin được giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh. Và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng. Hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng. Và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền. Chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay. Có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, đây từ 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy, em được bao nhiêu phần trăm em trai?
Thằng để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 á, chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hình Vông. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng phải chỉ có thể chỉ cho bạn ấy biết nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi. Thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Đại diện đồng nghiệp của Minh nói câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một dàn đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Xinh quá, cảm ơn anh Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. Cảm ơn anh.
Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh nên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Bây giờ nói nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ, nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm bên đây, ví dụ vậy đó. Đó, lãng mạn là vậy đó ha. Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc. Cho anh nắm. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay. Bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến với em. Okay. Về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy, xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là
Không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he. Từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi. Rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh. Trừ tiền. Vậy ha. Đặt hẳn vấn đề luôn. Dạ. Rồi về anh về nha. Rồi về anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, thích thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em. Bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc... đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em... Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh, điểm yếu của em á là... Điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì... em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Ủa em múa gì? Múa đương đại hay là múa... Dạ, em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc ạ. Em trai, em dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ, ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao. Không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên, sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình. Năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao ơi? Hơn 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Rồi, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà
Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Những điều gì mà em muốn thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu qua dạ, em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Rồi. Cả bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là các anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức. Giờ bên đàn gái và bản, tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mấy vai phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, vai báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên đàn gái coi. Dạ em ai. Thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tại tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Đó là quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô vô nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền rồi sao? Con em hỏi lỡ em không có tiền, giờ em muốn từ từ để không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ rồi, về anh về nha. Rồi về anh về nha. Trời ơi rồi nợ dai đâu trả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ.
bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái hả chị? Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở xóm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được rồi em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng A. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Giống như là nếu mà em có người yêu thì em giải được là nguyền á, là cái team sẽ có nguyền hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái team ế luôn á hả? Đúng luôn chị. Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền đó. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ nó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều người con gái lười biếng luôn. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên mình giới thiệu, mời bạn nam. Dạ anh xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Giáp, năm nay 36 tuổi. Em sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh, em là chuyên về tạo mô tóc. Quê em ở đâu? Em ở miền Tây sông nước á chị. Để em hò một đoạn chị đón em biết em ở đâu. Hò đi, hò có hò liền. Hò chiêu Cà Mau nhiều màu. À thôi biết rồi, em khỏi hò nữa em. Tới câu đó là biết rồi em. Em ở đâu chị? Cà Mau. Dạ không chị, em ở chợ Ô Vĩnh Long chị. Kỳ vậy. Hò Cà Mau ở Vĩnh Long. Tại vì cái bác mà hát bên này là Út Chợ Ôn. Trời đất ơi. Duyên. Được. Dễ thương. Bây giờ em hò lại thưa nguyên câu, anh thích em hò đó. Nào. Hò chiêu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng giả dầu. Chiêu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm. Ngọt dữ. Được. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào tất cả mọi người. Em tên là Mỹ Duyên, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cũng miền Tây luôn ha. Tiền Giang với lại Vĩnh Long sát bên nhau ha. Điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, tất cả các vật dụng trong nhà là em sửa được hết, làm được hết. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt em làm được hết. Việc nhà nấu ăn thì em cũng làm, nấu ăn cũng được hay ngon. Còn điểm yếu của em là em khi mà em làm căng thẳng nên em cũng hay quên. Khi công việc của em chiếm thời gian nhiều cho nên là em hay đi trễ giờ dây thun á anh Linh. Bây giờ bạn gái mình giới thiệu về công việc của mình. Dạ, em hiện đang làm tại công tác tại phòng nhân sự một công ty tài chính. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là dễ thích nghi, em có thể sống ở mọi nơi. Dạ, còn điểm yếu thì em hay quên, đôi khi không có chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà em xin như vậy công việc thì ổn định, tại sao em phải nhờ đến chương trình? Gì chắc lưỡi ghê vậy? Tại vì em cứ hỏi em câu này hoài mà em có câu trả lời thiệt luôn. Mà như cái bệnh này nó lây lan trời ơi. Giống như là nếu mà em có người yêu thì em giải được là nguyền á, là cái team sẽ có nhiều hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái team ế luôn á hả? Đúng luôn chị. Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền đó. Ế mà có lây lan luôn nữa. Có trải qua mối tình nào chưa?
Dạ có chị, ba em. Tóm tắt thì hai mối tình đầu thì xa quá không có hợp. Đúng rồi. Mối tình thứ ba thì em yêu đơn phương. Yêu đơn phương là cũng tính mối tình luôn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, thứ nhất là về ngoại hình. Em thích là khoảng cao 1m70 trở lên. Nặng khoảng từ 70 tới 75 kg, tức là không ốm cũng không mập. Trai đủ tiêu chuẩn đó không em? Dạ em 1m73, 69 kg chị. Được không em? Thì 69 kg thì hơi ốm nha. Dưới hơi ốm à? Không, 69 kg là em cân buổi sáng đó chị, buổi chiều tối là 71. Cũng được. Nhưng mà bên kia là ba mối tình rồi đó. Em mấy mối tình? Em hai mối tình chính thức là yêu chính thức luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ ngoài cái chiều cao cân nặng rồi em còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích những bạn nam sống có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và thương em. Đơn giản vậy thôi chị. Thương em thôi. Dạ. Hai cái kia cộng thương em. Hai cái kia cộng thương em. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều và nói nhiều hơn làm. Bên này làm tới 9 giờ, 9-10 giờ luôn á. Cái nào anh nói làm là anh làm, anh có trách nhiệm với lời hứa anh lắm. Có thật xấu không? Xét về bản thân á là em nói chung là khoảng 90% là hoàn hảo. Ồ. Được. Tự tin là một đích tích cũng tốt. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ kêu anh 1m50 tính 1m6 là được rồi. Mặt dễ thương là được. Da trắng trắng, không cần biết nội trợ giỏi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ đó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều người bạn gái lười biếng luôn. Như mới có đứa bạn á, kéo đi bạn qua nhà bạn ăn uống nấu ăn á. Mấy bạn kia thì ngồi chơi bấm điện thoại lên Facebook thôi, ngồi xong rồi nhảy vô ăn thôi, chứ không phụ gì hết. Nó lười biếng ha. Nó lười á. Lười dữ vậy ta. Nhiều khi thân quá rồi để cho mình làm nữa. Đâu? Thể hiện thôi mà. Là bạn em đó hả? Dạ mấy bạn gái mà ế. Mấy bạn đó ế hả? Là bởi vậy hèn chi ế là đúng rồi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Năm sau tốt nhất chị. Mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Vàng bạc đầy đủ, tiền bạc. Có luôn vàng bạc nữa hả? Nhà cửa có chưa? Có chị. Mình có làm dâu không em? Dạ không chị. Mình có đặt ra yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc ai sẽ là người quản lý? Thấy nếu mà nữ quản lý giỏi thì kêu cho bạn nữ quản lý. Ủa sao tốt vậy, mọi thứ vậy mà lại ế ta. Lạ thiệt, nghe rõ không? Chị có nhìn kỹ không? Kỹ. Có men lì không? Nãy em thiếu tiêu chuẩn phải men lì nữa. Chết cha, để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm kìa, từ. Cái gì? Em có men không? Dạ em chuẩn men đó chị. Chuẩn men không? Tao mấy mối tình rồi mà. Đứng lên hít đất vài cái thôi. Lâu quá không kêu ai hít đất. Trời ơi. Bao nhiêu cái chị? Em muốn hít nhiều hết. Trời ơi, sát luôn, thấy chưa? Khỏe chưa? Dữ hả? Thôi được rồi, được rồi. Quá dữ luôn. Rất là dụ nguyên bàn tay ha. Nắm tay anh này, anh chơi cái ngón cái vậy nè. Anh cong ngón cái lại vậy nè. Làm ta khỏe lắm á. Đó. Lực dồn vô cái lực ngón cái. Lực không ừ. Rồi cũng cong vậy luôn hả? Hay vậy? Dạ. Có khi nào làm cái cụp cái đi luôn không? Thôi. Thế sao cong cong ngộ vậy? Tại cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Cái nào nó cong cho nó làm ăn. Câu này khó hiểu quá. Thôi được rồi. Cái ngón tay để vậy nào mà này nó cong ngang vậy luôn nè. Một người làm tóc thì liên quan đến rất nhiều phụ nữ. Dạ. Anh nghĩ rằng ngày nào anh cũng nói chuyện phụ nữ hết. Thậm chí nói những lời rất là ngon ngọt. Dạ. Em có ghen không? Ghen thì chắc chắn em ghen. Nhưng mà sẽ có chừng mực. Tại vì không ghen thì không gọi là yêu rồi. Nhưng mà vấn đề em đặt ra chỗ đó đó. Đúng rồi. Không, chỗ đó là cái chỗ mà ảnh hàng ngày tiếp xúc. Cái đẹp rất là nhiều. Còn có nhiều cô rất là xinh. Đúng rồi. Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai mà tại sao không dính ai? Em thắc mắc. Thắc mắc giúp em hỏi ảnh nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ đó thôi. Hít đất rồi mà em vẫn chưa yên tâm hả em? Dạ chưa chị. Khỏe lắm. Không mà anh nhanh. À, anh báo cho em là men thì... chuẩn men 100%. Thôi để người thân người ta có ý kiến đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào bạn. Nói về duyên á thì chỉ có hai từ thôi, đảm đang. Tính đến thời điểm này bạn Duyên đã có một ngôi nhà và mỗi một cuối tuần Duyên cũng về nhà phụ cha mẹ làm việc 5 năm với Duyên. Duyên từ một cô là chuyên viên bây giờ đến bây giờ là phó phòng và quản lý hơn 10 nhân viên. Thì cái điều này là rất là tự hào với Duyên khi mà mình đã có một nhân viên rất là tốt. Và còn về bạn trai thì chị nghĩ là cái việc em chọn hay không chọn là quyết định của em. Và nếu mà chọn thì mình phải nghiêm túc với cái tình cảm này. Cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ, anh đi với anh ruột và chị ruột với hai mấy đứa em. Xin chào anh hai MC, anh Quyền Linh và Cát Tường, quý vị khán giả, em gái.
Theo chị nhận xét thì em gái dễ thương, nhìn cũng thông minh. Thì em trai của chị không phải là nó bị ế đâu, mà tại vì nó không có thời gian. Chứ nó cũng men, nó không phải là nó men. Những cái gì cái nhà nặng nhọc là nó làm hết á. Ở nhà chị thì lập gia đình hết rồi, còn mình nó út. Cũng má chị cũng kêu nó lập gia đình hoài. Nếu như lên đây hai đứa thông cảm với công việc làm, cho em làm buổi sáng đi, buổi tối rảnh, thứ hai tới thứ sáu em rảnh thì hai đứa hẹn hò đi chơi. Còn thứ bảy chủ nhật thì em rảnh em lại làm tóc. Đó em hỏi phải tốn tiền cái khoản đó nữa. Có người làm cho em. Nếu em cảm thấy thông cảm được cái phần đó thì hai đứa có thể tìm hiểu và đến, có thể đến xa hơn để cho bên hai gia đình vui vẻ. Dạ. Rồi cảm ơn chị dễ thương quá. Thôi bây giờ kéo màn cho màn hai trẻ gặp mặt đi. Men là bao men rồi. Kéo màn lên. Nè, bao men nha. Ở đây hai người đàn ông đứng, coi chừng có một người hỏng men. Rồi, xin mời. Dạ, chào anh. Cùng có món quà để tặng anh. Dạ, cảm ơn. Lúc mà chưa kéo màn lên á thì trong đầu anh nghĩ là người phụ nữ trong nơi rất là dễ thương. Nhưng mà không giống vậy màn, anh. Nhưng mà kéo màn lên rồi á, nhìn em thì nó thật là không xinh. Vì em quá xinh. Vì cái nhìn mái tóc với trang điểm với đầm với đôi giày á, em kết hợp rất là hào hòa. Dạ. Nhìn em rất tươi. Dạ. Anh thấy tóc em để kiểu gì hợp? Đúng rồi. Thì em đang hiện giờ tài, em đang để tóc thẳng, em kẹp cúp vô. Thí dụ em lấy tay em sửa sửa thử một vài thứ cái được không? Nhưng mà từ từ cho em nói trước một cái, nhưng mà công bằng nói anh thấy kiểu tóc này có đẹp không? Công bằng thì rất hợp với khuôn mặt em. Mặt em thì nhìn phúc hậu, dễ thương. Dạ. Để tóc nó cúp cúp nhẹ, nhìn nó dịu dàng. Dạ, tại vì tóc này là chị em làm. Nhà em là cũng hai tiệm tóc. Ồ. Cho nên anh mà chê cái là tính lòng chê em rồi đó. Mai quá chưa có chê gì đó. Thôi vậy khỏi làm luôn. Thì lúc mà chưa kéo màn thì anh nghe em nói là em có tính hay ghen đúng không? Không có hay ghen, anh Linh hỏi em có ghen hay không thì em nói em sẽ ghen. Nhưng mà ghen quá chừng mực. Quan điểm của em á, cái gì của em sẽ là của em. Còn cái nào không phải của em có giành giật thì cũng phải của em. Anh đó là quen ai, anh quen chỉ chú ý một người thôi, tập trung một người. Thời gian rảnh nhiều gì đó là dành cho người mình yêu hết, chứ không có thả thính bất cứ một cô nào khác. Dạ, tới em hỏi ha. Em hỏi đi em. Dạ, tại vì hiện nay á, em thấy có một số bạn nam có cái quan điểm là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp, không cần giỏi giang, mà chỉ cần là đảm đang làm việc nhà thôi. Thì không biết là cái quan điểm của anh về vấn đề đó như thế nào? Biết dọn dẹp nhà chút xíu được rồi, đừng có bài thôi. Dọn thì anh dọn được. Vấn đề chỗ này nè, bạn gái là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, thành đạt nha. Em có ngại khi đàn ông mà quen một người thành đạt như vậy không? Yêu nhau thì mình không có quan niệm là sẽ ai giỏi giang hơn gì hết. Dạ. Đó. Quan trọng là rung động hai trái tim với nhau thôi. Dạ. Nhiều người chồng người ta học thấp hơn người vợ, nhưng mà người ta vẫn ở hạnh phúc lâu dài. Em thì cũng vậy, chỉ cần là hai người hiểu nhau, yêu nhau, nói chung là công việc đối với em không quan trọng. Thì em nhận xét với anh thế nào khi buổi gặp đầu tiên? Em nhận xét thì anh cũng khá là điềm đạm. Thì trong tình yêu thì anh luôn, nếu mà yêu á thì anh có quan niệm là anh sẽ che chở, bảo bọc. Đó, khi nào mà có buồn gì em cứ gọi điện. À, anh em đang buồn vậy đó, muốn lên đó thì điện thoại cho anh. Dạ. Anh xem một phút bao giờ anh có mặt liền. Dạ. Bạn trai hay quá rồi. Muốn còn hát để nói lên coi như là vừa tỏ tình với em mà vừa tặng cho em. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lòng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Hay. Một bài hát rất là lãng mạn. Hay quá. Thôi thế này, mỗi người sẽ có 30 giây để nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ, nói thật lòng mình nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Em nói trước ha. Dạ, em thì em rất là có thiện cảm với những người làm tóc. Tại vì như em nói rồi, nhà em là hầu như tiệm tóc, và nhờ cái nghề đó mà em có ngày hôm nay. Cho nên là em rất là thiện cảm với anh.
thì nếu mà anh có cảm tình cho anh thì cho nhau cơ hội để em chứng minh anh là chuẩn men. Nãy giờ vẫn còn nghiêm cái vụ không có men ha. Được rồi. Ai, bây giờ những gì mình nói cũng đã nói rồi. Nghe, nhìn, tất cả mọi ý kiến của người thân cũng đã có rồi. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ, tại vì em có nghe đâu đó là cái cảm giác đầu tiên sẽ luôn đúng. Mà cái cảm giác đầu tiên thì em có cảm giác là em với anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ là xem chương trình sẽ có rất là nhiều cô gái muốn bấm nút cho anh. Cho nên em muốn dành cơ hội cho những bạn phù hợp với anh hơn em. Chính xác. Trên truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có rất nhiều cô gái bấm nút cho bạn. Và cũng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì suy nghĩ của mình. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Cảm ơn các bạn nha.